Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng, dịch sang Việt ngữ bằng phiên dịch kinh điển, xuất bản Tổng hội Phật giáo Pháp giới Vạn Phật Thánh Thành. Ở Trung Hoa có lưu truyền chuyện Quách Cự chôn con. Vì sao Quách Cự phải chôn con? Quách Cự vốn là người nghèo khổ, hai vợ chồng có được một mùng con, lại còn mẹ già cần phụng dưỡng. Mẹ ông vì tuổi già răng trùng hết nên không ăn cơm được, thường ngày chỉ uống sữa của người con dâu, vợ của Quách Cự. Thế nhưng sau khi sinh thêm đứa con thì người con dâu không thể nào có đủ sữa cho cả bà lẫn cháu được, cho nên bà phải chịu đói mà cháu cũng chẳng được no. Quách Cự nghĩ tới nghĩ lui không biết nên giải quyết như thế nào mới phải. Nếu để dành sữa cho mẹ già thì con thơ sẽ chết vì khát sữa, nhưng nếu chỉ dành sữa cho con thì mẹ già đành phải chịu đói. Vốn là một người con chí hiếu không ai bằng, Quách Cự bàn với vợ: vợ chồng ta hãy còn trẻ, sau này vẫn có thể có thêm con được. Bây giờ chúng ta bỏ đứa con này để lo phụng dưỡng mẹ già trước. Mẹ này tuổi hạc đã cao, chẳng còn ở với chúng ta được bao lâu nữa, chúng ta cần phải săn sóc hầu hạ mẹ cho chu đáo. Vợ Quách Cự mặc dù không đành đoạn bỏ con, nhưng vì hiếu đạo nên phải dằn lòng, cố nén đau thương, nói rằng: vâng, mình nói cũng phải. Sau khi bàn bạc xong, hai vợ chồng Quách Cự liền chuẩn bị mang con đến một nơi hoang vắng xa thành phố để chôn. Cả hai vợ chồng vốn cưng chiều nâng niu đứa bé như một báu vật, nhưng nay lại phải đành lòng đem con đi chôn sống. Nhưng khi họ đào hố thì lạ thay, đào lên toàn là vàng với bạc, và trên những thỏi vàng thỏi bạc ấy đều có dòng chữ trời ban cho hiếu tử Quách Cự. Quách Cự vì nghèo khổ nên bất đắc dĩ phải đem con đi chôn. Bây giờ vàng thoi bạc nén đầy dẫy, cho nên không cần phải chôn con nữa. Đây là một công án mà ở Trung Hoa ai cũng biết. Ở Trung Hoa có rất nhiều người tuy không phải là tham lam, muốn được phát tài, nhưng do biết đạo hiếu rất quan trọng nên hầu như ai ai cũng hết lòng hiếu thảo.